Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau khi thông tin CEO công ty Quốc Cường Gia Lai bị công an bắt giam, khám xét từ ra, hàng loạt những lùm xùm xoay quanh nữ doanh nhân cũng như công ty có phần tai tiếng này bị phơi bày. Trong đó, thông tin dù là tổng giám đốc nhưng bà Loan chỉ nhận mức lương vòn vẹn 10 triệu, ấy thế mà lại sẵn sàng cho công ty vay gần 100 tỷ cũng thu hút được không ít sự quan tâm. Bất ngờ mức lương của bà Nguyễn Thị Như Loan tại Quốc Cường Gia Lai. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Đồng Nai, công ty cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Quốc Cường Gia Lai với tiền thân là công ty chuyên cung cấp gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ chế biến và các sản phẩm gỗ xuất khẩu, bàn ghế ngoài trời, trang trí nội thất. Hiện nay, công ty đã phát triển trở thành một trong những công ty đa ngành nghề gồm bất động sản, cao su, thủy điện, gỗ và xây dựng. Nguồn tin cho hay, bà Loan hiện là cổ đông lớn của Quốc Cường Gia Lai khi nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu, chiếm 37,05% vốn điều lệ. Con trai bà Loan là Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La, sở hữu 537.500 cổ phiếu. Con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My, sở hữu 39,4 triệu cổ phiếu quốc cường Gia Lai. Con rể bà Loan là Lầu Đức Duy, sở hữu 10,5 triệu cổ phiếu. Vào tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, ban hành nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023. Theo đó, thủ lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị là 10 triệu đồng một tháng, thành viên Ban Kiểm soát nhận lương 7 triệu đồng một tháng. Con số 10 triệu này đã khiến không ít người tỏ ra hoài nghi. Có người còn trêu đùa rằng đây chỉ là con số trên giấy tờ, còn thực nhận thì phải thêm nhiều số không phía sau. Thế nhưng việc bà Loan nhận lương 10 triệu đồng để điều hành cả doanh nghiệp khổng lồ chưa đáng ngạc nhiên bằng việc nữ doanh nhân bỏ ra gần 100 tỷ cho công ty vay. Cụ thể, trong quý 2 năm 2023, công ty lỗ dòng hơn 11 tỷ đồng. Doanh thu thuần của doanh nghiệp phố núi giảm 91% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 45 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong 3 tháng qua, Quốc Cường Gia Lai không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ bất động sản, trong khi cùng kỳ ghi nhận 475 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến doanh thu quý 2 của Quốc Cường Gia Lai giảm mạnh là do thị trường bất động sản khó khăn, số lượng giao dịch suy giảm, nhu cầu mua tiếp tục ở mức thấp nên trong kỳ phát sinh doanh thu từ mảng bất động sản. Ngoài ra, giá bán mũ cao su thời điểm hiện tại cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước, góp phần khiến doanh thu giảm. Sau khi trừ các chi phí, Quốc Cường Gia Lai lỗ dòng hơn 11 tỷ đồng trong 3 tháng giữa năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, Quốc Cường Gia Lai chỉ lãi hơn 1 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ dòng hơn 10 tỷ đồng sau tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi gần 29 tỷ đồng. Tại ngày 30 tháng 6, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai gần 9.700 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho, 7.000 tỷ đồng còn tiền mặt còn hơn 25 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ, và phải thu ngắn hạn 417 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả của QCG giảm 5%, còn hơn 5.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngày 30 tháng 6, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, đã cho công ty mượn số tiền 95 tỷ đồng. So với quý 1 năm 2023, số tiền bà Loan cho công ty mượn tăng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, thủ lao cho các thành viên hội đồng quản trị là 10 triệu đồng một tháng, thành viên ban kiểm soát nhận lương 7 triệu đồng một tháng. Ngoài bà Loan, còn có các công ty và cá nhân khác cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền. Tổng số tiền Quốc Cường Gia Lai mượn các tổ chức cá nhân là hơn 675 tỷ đồng. Cụ thể, ông Lại Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cho mượn hơn 26 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với ngày 31 tháng 3. Bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái ông Hà cho mượn 23,4 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng. Ông Lầu Đức Duy, con rể bà Như Loan cho mượn gần 96 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với cuối quý 1 năm 2023. Trong khi đó, số tiền mà các pháp nhân liên quan cho Quốc Cường Gia Lai mượn hầu như không thay đổi nhiều so với cuối quý 1 năm 2023. Cụ thể, công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc cho QCG mượn 272 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng kinh doanh nhà Phạm Gia cho mượn gần 153 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lin Property cho mượn gần 13 tỷ đồng. CEO Quốc Cường Gia Lai không nghĩ đến 3.000 nhân viên, tôi đã. Chuyện Quốc Cường Gia Lai vướng phải vận xui không chỉ mới đây như khi công ty này bị buộc phải trả lại hơn 2.000 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan hay như khi bà Loan bất ngờ bị công an bắt giữ. Mà từ thời điểm năm 2018, khi Ban Kiểm tra Trung ương kết luận về sai phạm rất nghiêm trọng của ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh do có liên quan đến dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh mà Quốc cường gia lai nhận chuyển nhượng từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận gọi tắt là công ty Tân Thuận, doanh nghiệp 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp Phú núi này đã bị lung lay. Bà Loan cho rằng Quốc cường gia lai đang bước vào thời kỳ rất khó khăn khi cả 12 dự án rộng 150 ha bị tạm dừng triển khai. Khi đó, doanh nghiệp giả soát lại quỹ đất thì chỉ có một dự án rộng ba nghìn m vuông tại quận 7 có thể thực hiện thế nhưng chính dự án này theo bà lại đang bị các cơ quan ban ngành gây khó dễ khiến chậm triển khai bà loan giải bày nó như phao cứu sinh trong lúc này vậy dự án lớn chúng tôi không còn cái nào duy nhất dự án này có thể triển khai để nuôi sống hàng nghìn cán bộ nhân viên nên tôi mới khùng lên như vậy ceo quốc cường gia lai cho biết bản thân bà trực tiếp đi làm pháp lý cho dự án mà không thuê tư vấn bà đã đọc rất nhiều và am hiểu pháp lý nên hoàn toàn tự tin dự án của mình không sai về mặt này. Tuy nhiên theo bà, cán bộ một số sở ngành lại bắt bẻ doanh nghiệp ở một số tiểu tiết không đáng kể. Dự án 3.000m2 không tiến triển khiến tình hình của quốc cường Gia Lai ngày càng khó khăn hơn. Bà Loan cho biết không vay được ngân hàng, cũng không dám vay để trang trải tiền lương hay duy trì hoạt động công ty. Bà cũng không dám vay tiền để sử dụng cho mục đích khác ngoài đầu tư dự án. Nữ đại gia chia sẻ vào thời điểm đó, nhà tôi có đồng nào tôi vét hết cho doanh nghiệp sử dụng, Tôi vay bạn bè tiền cho doanh nghiệp sống, xe của tôi đi, nhà tôi ở cũng mang thế chấp để góp tiền cho doanh nghiệp hết rồi. Cả 12 dự án đang đứng im, tôi chỉ muốn khóc. Phát biểu tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019, bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bức xúc với các giải quyết của các cơ quan thành phố với doanh nghiệp. Từ đó khiến doanh nghiệp không thể triển khai các dự án của mình. Bà Loan nói, tôi rất khổ tâm, nếu không vì cổ đông không bị nợ ngân hàng không vì 3.000 cán bộ nhân viên thì tôi đang nghĩ quần. Tôi để lại di trúc, để lại tâm thư để làm sao nhà nước có cách nào thao gỡ cho doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, vị chủ tịch kiêm CEO của Quốc Cường Gia Lai cho biết, ngoài trách nhiệm với cổ đông và hơn 3.000 người lao động của doanh nghiệp, bà còn nặng trách nhiệm nợ ngân hàng. Theo báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn với các khoản vay nợ tại ngân hàng. Tính đến cuối năm 2018, QCG có tổng cộng 6.894 tỷ đồng nợ phải trả trong đó số nợ vay tài chính có phát sinh lãi là 593 tỷ. Chủ nợ lớn nhất thời điểm đó của Quốc Cường Gia Lai chính là Vietcombank Gia Lai với 3 khoản tiến dụng tổng trị giá 490 tỷ đồng. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn vay gần 38 tỷ đồng của BIDV Gia Lai và hơn 57 tỷ đồng của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Đà Nẵng. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.